Vào xem bói cô đồng cậu đồng thử comment cái xem nào có tướng vua thê không. Cháu chào cô Vân đó. Ôi mình già đấy ạ. Tối ở đây live stream thâu đêm không được. Bố mẹ chị đánh chết. Cạo đầu bôi vôi. Hư này. Tôi công nhận à? Thật không? Bạn công nhận thật không? Nào con vợ ở đây làm cậu đồng hay là cô đồng mà hay xem bói mà nhìn, hoặc là con vợ làm nhìn được tướng thì là xem hộ mình và Ricardo Vân thì có... Ricardo nào? Có kiểu trông vào việc không? Đừng trợn mắt em ạ, à, anh móc mắt đấy. Trợn anh móc mắt đấy. Bố. Bố nhà. Kìa bố đang ngó kìa. Đâu bố xin thịt bò khô. Bé đẹp đôi lắm anh ạ, thank you Duy Lâm nhá. Tiền tài vào như nước. Ôi hổ mọc thêm cánh à. Gia chủ phát tài, già trẻ, gà trai, sum đầy hạnh phúc à. Sợ chưa các mẹ, sợ chưa. Chúc bằng văn luôn ạ. Chúc ông bà hạnh phúc, thank you bác nhá. Hợp đôi à, uầy. Nhưng mà các bạn là nhìn theo kiểu là kinh nghiệm của các bạn, hay là các bạn đang nhìn theo con mắt của tâm linh, hay là nhìn theo cái con mắt của kiểu thầy bói? Con mắt là em đang sinh, của anh xấu. Thì một người có người xinh người đẹp là được rồi. Mình không nhận mình đẹp nhưng mình duyên. Đấy, đó là vào việc luôn. Mà thường thường duyên là nó đập chết cái đẹp. Đó là vào việc luôn. Vẫn để nguyên cả cục bọc khô dơ nhất trên người luôn. Ẻo ơi. Đâu? Không, đám cưới của anh chị tướng phu thê à? Thật không? Có thật không hả con vợ ơi? Con mắt của những thầy bói mạng không ạ? Có tướng phu thê à? Hay quá nhỉ. Ờ hôm nay anh chị lần đầu tiên livestream cùng nhau. Lên du em bị bợm tí. Khi nào hết dịch cưới luôn lòng ốc. Sắp cưới lại là lòng ốc. Bông nhi thật mà, sổ tám thật luôn anh ơi. Kinh quá nhờ, bói cho anh thật à? Bói cho anh chị thật à? Ai bói? Đâu? Hải Vũ, khi nào công khai số tài khoản em mừng cưới anh chị nhé. Ôi, anh cảm ơn em nhiều nhá. Chị lại yêu anh suốt ngày cười. Anh ấy yêu chị, anh ấy mới suốt ngày cười ấy. Em phải hiểu là anh ấy mang tiếng cười đến cho mọi người, cho nên là không phải ai cũng dễ mang tiếng cười cho anh Long đâu. Anh ấy thôi chị Vân đúng là vô duyên. Nhìn bây quả giờ chị mẹ chán anh. Chị lại cao. À, chán chị Vân gọi là chán sân bay em ạ. Chán này gọi là kiến bò lên không dụng. Kiến nó chỉ bò đến một lửa thôi, xong không lên được nữa. Anh ngang cái đầu anh ra xem chán của anh có thấy không? Con của anh là Từ Hy nhá. Từ Hy cái gì? Chán anh là chán Từ Hy. Anh mở anh ra xem chán được. Con dâu của bố Hải đây này. Đánh quả dám cho bất ngờ. Chị Vân chán dâu, đừng bảo chán dâu chán là... Đây bố Hải đây. Ôi bố cởi trần rồi được hả? À thôi cởi trần thôi. Bố hello tiếng Anh đi. Hello, who's like what's the deal? Who's like what's the deal? Chào các con đấy. Chào các con đấy. Bố vừa chào con đấy. Chị Vân chuyên số tài khoản đi. Ui dồi ôi, em nhiệt tình thế, cảm ơn em nhá. Số tài khoản làm gì hả em? Ờ, ui bên Long Xe Shop đã lên 4.800 mắt xem rồi. Sao số tài khoản làm gì thế? Hoa, mới lâu lắm mới thấy bố Hải. Bố Hải vẫn xuất hiện like nhiều mà. Bao giờ có tùng tăng tùng tít chứ, tùng tăng tùng tịu là cái gì? Tùng tăng tùng tít ra sẽ là Đặng Duy Long nhất rồi. Tùng tăng tùng tít là Đặng Duy Long nhất, Đặng Duy Long Thiên. Còn con gái thì là Đặng Lý Nhược Đồng hoặc là Đặng Lý Nhược Đan. Đặng Lý Nhược Đồng hôm trước anh ấy chả bảo là thành cô với Dương Quá không gì đó. Đặng Lý Nhược Đan nghe chả sang à? Cô Đặng Lý Nhược Đan lên nhận chức. Ui ôi ôi. Đan là Đan rổ à? Điên là Đan vào lòng, Đan vào đầu. Đan vào lòng, Đan vào đầu ấy. Đặng Lý Nhược Bọng. Vô duyên. Đặng Lý Đặng Nhật Đan nghe khét rồi. Hôm trước ngồi nói chuyện rất là buồn cười luôn. Anh mà dạy con anh ấy, mà thằng nào mà bắt nạt con anh là anh sẽ nói như này. Một là bây giờ là Đan là Đan Phược, Đan là Đan Được kìa. Anh Long anh ấy bảo là đứa nào mà bắt nạt con anh ấy là anh sẽ ra anh gặp chúng nó. Anh bảo là bây giờ chúng mày đánh, có phải chúng mày bắt nạt Tùng Tăng Tùng Tít nhà tao không? Bây giờ chúng mày phải để Tùng Tăng Tùng Tít nhà tao đánh bọn lại bọn mày. Còn nếu chúng mày mà không để cho con tao đánh lại bọn mày thì tao sẽ dở những môn võ gia truyền của nhà tao ra. Gia truyền là hôm nay các bạn được nhìn trên live là anh Long đấm gió đấy. Đấm bao gạo. Mình phải cắt mình cơ. Mấy con vợ không biết rồi.
mấy con vợ xỉa răng xong là mấy con vợ phải ngửi răng mình để xem là nếu răng mình mà có mùi là tức là cái đoạn đấy mình đang bị viêm lỗ, viêm 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 gì nhở, viêm lợi hoặc là viêm viêm chân răng, hiểu không? Phải ngửi để xem là cái răng của mình nó có bị mùi không. Nó về kệ đó. Lông mày của chị cháy đỉnh thật sự á. Lông mày của chị là lông mày thật đấy, chị không làm gì đâu. Mình phải ngửi lên xem răng mình nó có bị hở lợi không em. Nó phải nó có bị hở lợi hay là nó có vấn đề gì không, nhưng mình phải trách chứ. Mà nhá, không chắc chồng nói gì kể quên. Nói gì? Em đang định kể chuyện gì đó hay dã man quên rồi. Tôi bố phở ở đây được tí bố lại đi ấy. Nóng cổ quá ăn thì bỏ. Lại nóng cổ. Nhà đi mua thuốc rồi. Đang định kể cái chuyện gì của anh Long ấy quên. À, cụ Long ấy thì cụ chỉ được cái võ mồm thôi. Mày để cho thùng mày phải để cho thùng tăng thùng tít nhà tao đấm vào mặt mày. Nếu không tao sẽ dở môn võ gia truyền của nhà tao ra. Cụ ấy hôm nay mọi người xem trên video chưa? Cụ chỉ có ngồi, cụ đứng, xong rồi thi thoảng cụ ra đấm gió. Xong rồi là cụ lanh quanh như chó bồn ỉa luôn. Chả làm được cái gì. Ờ cái máy anh đang live stream máy này là máy 7 Plus em ạ. Bây giờ nó phần mềm nó kém quá, mai sẽ chuyển sang máy khác. Sời. Chị đùi to, đùi ếch em ạ, đùi ếch đùi tập đấy. Đừng có nói đùi ếch, cái đùi ếch là đùi xấu dã man. Đùi ếch là đùi ếch. Đùi ếch đùi tập xấu. Ai bảo thế? Ai bảo thế? Vẫn bên Tây đây. Tự nhiên từ cái hôm chồng nói đùi ếch bao nhiêu người cứ bảo vợ đùi ếch nghe trông kinh vãi. Ếch đùi tập còn gì đó. Điên à? Cái đùi con ếch tự nhiên rô lên xong rồi nó cứ vòng như là kiểu chân vòng kiềng ấy, rồ à. Mình là ếch biến thể. Thôi anh đừng có nói ếch biến thể đi. Đồ biến. Chợ gì? Làm gì? Làm hộ cái đi. Trang ơi lấy chị cái cán chổi đây. Nhờn. Bật nhạc, đang nói chuyện mọi người bật nhạc làm sao được. Đấy, anh thấy có sự hiện diện của em là mắt xem của anh là tăng không? Cho số tài khoản để mừng cưới á, lú quá. Lần nào có sự hiện diện của mình mắt xem, mắt tăng, mắt xem của anh Long cũng tăng hết. Tay chắp đít nữa. Đúng rồi, anh Long tay cứ chắp đít xong đi loanh quanh như là chó bồn ỉa. Đấy chứ ai cũng bảo là đuổi ếch là dở. Vợ anh như diễn viên ý nhỉ. Diễn viên gì các đô em. Đố chị Vân thơm má anh Long cái thơm không? Thơm suốt. Chị Vân xinh thế này anh Long sợ luôn. Ghen, anh Long ghen bệnh hoạn dã man. Khi yêu thì nói chuyện là khi yêu thì nó cái gì là của mình thì là phải của mình. Nhưng mà anh ghen bệnh hoạn là, ấy. Làm sao mình chia sẻ, mình trao, mình để gọi là hở ra được. Nhưng mà cái đấy không phải. Nói chung là mình, đối với mình thì bà là một người con gái mà người yêu chẳng hạn, nhưng mà chẳng may mà hở ra phát là người có người khác cất cẩn thận ngay như công chúa ngay, hiểu không? Nên là mình cái gì thuộc về mình là mình phải giữ gìn em ạ, mình phải chăm sóc, mình giữ gìn. Ai lọc em? Chứ làm sao mà mình để mình không ghen yêu? Chị yêu là phải ghen đâu? Không yêu, yêu không ghen không phải là yêu đấy. Yêu đúng rồi, yêu là phải gãy người luôn. Nó là bao giờ cưới vậy anh chị? Nó là phải gãy người luôn. Chân anh Long chị đá phát là gãy mà. Tay chị còn to này, tay chị còn to hơn tay anh Long mà. Đây giơ tay lên, mọi người nhìn đi. Tay của chị chỉ cần dán chữ dạng đông là nó thành cái phích 2 lít rưỡi rồi. Em ơi, nhưng mà khi anh nhìn bên trong nó có cái gân cốt nó kinh khủng lắm em. Thôi đừng nói đi. Cái màn này sao lại bị sao này? Chị có ghen không á? Cái gì? Di chuyển nhà sang màn chính. Di chuyển cái gì? Ý là nó muốn chuyển cái Google sang bên này. Ấn vào cái trên cùng kìa. Em kéo cái tab sang. Cái tab cái gì? Không biết là cái tab là cái nào à? Táp sang cái Google đấy. Ôi bà thích cái bóng. Đó. Ra kéo cho nó. Đùa chán. Nó đùa thế này. Trời ơi, trời ơi. Tại vì gì đâu. Nói cái dùng dục em này hiểu cái gì. À, rồi. Eo thề luôn. Em thử cái táp ở chân phải là khóa. Chị Vân có ghen không á? Chị không ghen em ạ. Cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình. Còn cái gì không phải là của mình thì nó sẽ là của người khác. Còn để mà chị mà điên lên thì cũng chị cũng cho hiểu thế nào là ghen luôn. Áo của anh là gì vậy? Áo này ngày xưa anh bán mà. Anh bán ở Facebook của anh ở Long Sen Shop ấy. Ngày xưa anh bán áo này 99.000. Mà áo này mặc anh lấy 5 cái trắng 5 cái đen. Ngày xưa anh phải mặc. Mặc mùa hè mùa đông. Nói chung là con trai mình phải có cả trắng cả đen. Mùa đông thì mình mặc kiểu bên trong khoác ấy, nó đẹp. Tránh tình trạng mặc cái mùa đông bên trong. Mọi người mặc mấy áo kiểu có hình có chữ ấy, nó không đẹp, nó không nổi bật. Mặc cái này đơn giản này. Hôm nay anh ấy bảo là anh ấy mặc có 99.000 mà áo này nhá. Chất cốt tông mát, sun bọng luôn. Không có mồ hôi, mồ hiếc gì cả. Sao mặc áo lại sun được bọng? Đang nói chuyện thế. Ma quỷ. Trường mặc áo thích lắm. Mà bây giờ anh hết rồi, bây giờ anh không bán nữa đâu. Anh kêu là hôm nay anh mặc áo này là phong cách châu Âu.
người châu Âu. Sắn tay. Như người Mỹ. Chứ sao ở châu Âu? Anh tập thể hình đi, thể hình anh không khoái lắm. Hết áo rồi bà ơi, lạy bà. Ngưỡng mộ thực sự. Trông hai anh em chị đúng như tài tử. Mấy con vợ khen hết lòng người mộ luôn. Nói thế xong rồi tí nữa mặt anh lại vuông góc cái mặt đường đấy. Thôi hội nhà cháy, hội nhà cháy mà cứ đi sang hết bên nhà trai xem này thì từ mai là không có live chung nữa. Đánh giám này là không được rồi. Nhưng mà đánh giám bây giờ anh không mốt đánh giám, anh phải mốt đánh giám anh mới đánh chứ có phải là cứ dặn là đánh giám đâu. Ờ hơi bị giật giật em ạ, do cái máy 7 đấy. Cái máy 7 của anh nó lâu quá rồi. Để lần sau anh sẽ like cái máy khác vậy. Cười thôi anh chị. Hội nhà cháy cứ đi sang bên nhà trai nằm vùng nhiều bà, rất là kiểu nhiều ông nhiều bà rất là buồn cười luôn. Em quý chị lắm rồi, em ở team chị Vân rồi, là em là team nhà cháy thế này thế nọ. Xong cuối cùng á, đến lúc mà cứ kiểu hai người live chung ấy, các bà kể cả con gái hay lẫn con trai quay hết sang bên kia. Đi sang hết bên nhà trai để xem. Chán luôn. Ai bị kích khỏi hội nhà cháy không phải bị kích đâu, group thi thoảng nó bị lỗi đấy, cho nên là mọi người vào lại nhá. Nhiều bạn bị như thế rồi. Dạo này anh có thấy nóc nhà của mình không? Anh vẫn thấy mà em. Lúc nào nóc nhà chả ở đây. Thật đấy, tối nay tí nữa là mình phải xem là ai xem like của mình, xong rồi ai không xem để mình điểm danh lại xem là hội nhà cháy nằm ở bên anh Long bao nhiêu người. Cười nhớ mặc vest đỏ mận nhé. Chị Thơm anh Long đi chị á. Chị Thơm anh Long đi chị. Lâu không gặp hôn cái cho nó tình cảm đi á. Đúng rồi, những người ở bên, những người đang xem của bên chị là mới là những người fan cứng. Còn đâu kiểu toàn kiểu cứ nói là điệp vụ hai mang, cứ kêu là ôi chị ơi em theo dõi chị thế này thế nọ, rồi em thế này em thế kia, xong cuối cùng cứ toàn đi sang bên anh Long xem. Chán lắm. Mà trong khi đấy là chuyện mình toàn kể cho chuyện hay. Nhà trai video, clip, video clip mình toàn post cho video clip. Hôm nay chị kẻ mắt trông xinh hơn. Ờ xinh hơn nhưng mà hơi lag em nhở. Bên Long Sen Shop lag quá. Cái gì lag? Lag á? Nhìn lag này. À đúng rồi, thế sao lúc nãy em không mượn máy viết cái bóng vào? Ai em biết được. Cái này máy này đang dùng ở mạng gì ấy? Wi-Fi. Sao mặt 4G? Còn lưu sim. Cái máy này nó yếu quá rồi, nó không cân được. Anh Long setup quá chén luôn. Quá chán luôn. Anh kêu tiếng muỗi đi. Đấy đây này, bây giờ bắt đầu bên này giảm, bên này về lại bên nhà cháy rồi đây này. Anh làm tiếng máy cộng hưởng tới. Làm tiếng cộng hưởng từ đi. Cái đấy liên quan thì cứ bẹp 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 lên thì buồn cười. Cộng từ chắc cộng cộng thế thì à? À bảo anh thế. Không biết. Anh nằm trong cái máy đấy gần nửa tiếng mà anh không nhớ cái máy tiếng như nào. Không biết, không quan tâm. Âm thanh của lá. Không, chị không ngủ nhà anh Long, chị đi về chứ. Ngủ nhà anh Long sao được, chết rồi. Những ai tí nữa tôi nói thẳng luôn là những ai mà hôm nay hội nhà cháy nhá, mà ở bên nhà anh Long xem ấy, mất điểm. Cháy đội trưởng. Quả cặp lông mày như một giọt nước. Xem giống nhau rồi nhỉ. Nhưng mà lông mày của anh Long là lông mày làm, lông mày của chị là lông mày tự nhiên. Ông nào Duy Long vào đây nói anh Long mãi đỉnh thì ai chả biết ông anh Long nhà, nhà ông mãi đỉnh. Thơm má đi á, sao tại sao lại cứ phải là con gái thơm con trai nhỉ? Các em phải bảo là các em phải bảo anh Long thơm chị chứ. Đang định kể cho mọi người chuyện gì? À, anh Long này rất là, mọi người nhìn anh ấy trên live, anh ấy trắng như này thôi, ở ngoài anh đen lắm. Nhưng mà anh ấy lại đen lắm, người ta trắng kiểu trắng bảnh. Trắng bảnh cái gì? Trông da kiểu bẩn bẩn bẩn. Ơ, chó này. Nhưng mọi người, đây này, mọi người nhìn nhá, mọi người nhìn trên live là mình vẫn trắng hơn anh Long đúng không? Nhưng mà anh ấy, ông anh ấy rất là vô duyên luôn. Tại vì là mình làm về spa với cả về làm đẹp ấy. Hôm đầu tiên gặp mình mà rõ ràng ông anh gặp mình vào buổi tối.
hôm nay mình mới nhớ ra cái câu chuyện đấy, gặp mình vào buổi tối. Xong rồi tự nhiên quay sang mặt mình thì khen được một cái là ơ da bà này đẹp phết nhở. Tức là kiểu nhìn thẳng vào mặt chị. Xong bảo chị là ôi da con vợ này đẹp nhở, nhẵn phết. Xong lại còn bóng bóng nữa. Một lúc sau ông anh cho câu chứ, ơ nhưng mà con vợ này làm spa đéo mà đen thế nhở. Vô duyên một cách kinh khủng luôn. Bảo chị là sao con vợ này làm spa mà đen thế. Em gặp anh Long một lần trên phố thấy trắng mà. Em ơi đấy là em gặp anh ấy trên phố lúc đấy anh ấy chưa đi đảo. Đợt vừa rồi anh đi lễ cô Sáu anh tắm biển đấy hơi đen. Từ hôm anh ấy đi không phải đi biển cô Sáu, anh đi trước cái lần đấy đi với hội nhà anh Tuấn nữa cơ. Ờ đi đợt đấy là đi về cháy đen luôn, anh Long cháy đen luôn. Hôm gặp chị bảo ôi sao ông này ông đen thế. Thế mà ông ý tự nhiên ông quay ra ông bảo mình là con vợ này làm spa sao mà đen thế nhỉ. Xong rồi sáng ngày hôm sau thì nhìn người ta trắng bóc rồi kêu ờ bây giờ thì trắng. Cầm chổi lùa anh Long chị ơi. Chị chưa đến lúc em ạ, tí nữa mà tắt like anh ấy biết tay chị luôn. Anh Long đang like với diễn viên Quỳnh Nga. Ờ ai sao ai cũng bảo mình giống cái bà Nhã ấy nhở. Giống cái bà Nhã gì mà cá sấu chúa thì...